Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh Đoàn và Hà Trích Quang tạo xế hợp sang chảnh Từ khi ra mắt gia đình hai bên, Hà Trích Quang và Thanh Đoàn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc. Cặp đôi không quá quan tâm đến những nhận xét tiêu cực, định kiến mà chỉ tập trung làm việc tận hưởng cuộc sống chăm chỉ hoạt động cộng đồng. Mới đây, Thanh Đoàn đã chia sẻ hình ảnh cùng Hà Trí Quang tạo chiếc xế hộp sang chảnh mới. Đi nhận xe, cả hai vẫn diện trang phục đôi đồng điệu, thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật. Trong ngày vui, Thanh Đoàn không giấu được hạnh phúc, nhắn nhủ lời cảm ơn đến người yêu. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn cùng nhau tậu một chiếc xế hộp mới toanh. Cả hai diện đò đôi công khai tình tứ ở nơi nhận xe. Thanh Đoàn không giấu được cảm xúc, nhắn nhủ tâm tình đến Hà Trí Quang cặp đôi thể hiện những hành động thân mật bên nhau. Chiếc xe sang mới tạo của cặp đôi đứng tên Thanh đoàn. Trước đây, Hà Trí Quang đã sở hữu một chiếc xế hộp tiền tỷ. Đây là phương tiện mà nam diễn viên thường xuyên dùng để làm việc, đi thiện nguyện ở nhiều nơi. Hà Trí Quang sở hữu chiếc xế hộp tiền tỷ. Cặp đôi thường sử dụng chiếc xe này để đi làm việc và đi từ thiện. Ngoài xế hộp sang chảnh, Hà Trí Quang còn góp gạo thổi cơm chung với Thanh Đoàn trong căn biệt thự sang chảnh ở quê nhà. Mọi gốc trong cơ ngơi đều được cặp đôi tỉ mỉ trang trí và chăm sóc. Trước những ý kiến tiêu cực về mối quan hệ của Minh và Hà Trí Quang, Thanh Đoàn từng lên tiếng rằng từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau đến nay, chỉ biết tập trung làm việc, hai đứa có nói với nhau rằng phải thật thành công hơn nữa để lo lắng cho cha mẹ Chu Toàn. Và cũng muốn cho xã hội thấy rằng năng lượng tích cực của cộng đồng giới tính chúng tôi. Đi nhận xe, cả hai vẫn diện trang phục đôi đồng điệu, thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật. Trong ngày vui, Thanh Đoàn không giấu được hạnh phúc, nhắn nhủ lời cảm ơn đến người yêu cuối cùng thì ngày này cũng đã đến cảm giác thật là tuyệt vời cậu út cảm ơn cậu ba nhiều nha bên dưới phần bình luận nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả người hâm mộ đã lễ lại nhiều bình luận chúc mừng đến cặp đôi xe đẹp quá nhưng hai cậu còn đẹp hơn chúc mừng hai em chúc mừng hai con trăm sự may mắn vạn điều yêu thương ngàn lời gắn bó và mãi mãi an vui chúc mừng cậu ba với cậu út nha chúc hai em lúc nào cũng rất nhiều tốt đẹp và nhiều hạnh phúc mọi việc thành công tốt đẹp được nhiều người mơ ước về tương lai Gửi quá chúc mừng hai em thanh đoàn cũng bật mí thêm em nhận xe xong chạy về nhà trời đổ mưa luôn cả nhà cách đây ba năm em cũng mua chiếc xe bốn chỗ lúc bàn giao xe trời cũng mưa giống như đợt này nhiều khán giả đã để lại lời bình luận rằng vậy là em làm ăn phát đạt hơn lần trước chị chúc em ngày càng phấn đấu hơn nữa nha như vậy là tiền vô ào ạt luôn chúc mừng hai em sau thời gian dài hẹn hò và được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, Hà Trí Quang sẽ đón con chung với Thanh Đoàn vào cuối năm nay. Chuyện tình của cặp đôi truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng LGBT, xã hội ngày càng phát triển, quan điểm về tình yêu cũng dần cởi mở, cảm xúc vốn không phân biệt giới tính, giàu nghèo, sắc tộc hay tuổi tác, chỉ cần hạnh phúc bên nhau, gia đình ủng hộ là đủ đây. Ví như Hà Trí Quang và Thanh Đoàn, cặp đôi rất thoải mái trong việc chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống, được phụ huynh, bạn bè ủng hộ, cả hai cũng chẳng quan tâm đến những lời chê bai, nhận xét tiêu cực mà chỉ chăm chỉ hoạt động cộng đồng bồi dưỡng tình cảm. Bạn nghĩ sao về cặp đôi này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.